Thưa quý vị, Công an xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vừa nhận được thông tin từ ngân hàng Agribank chi nhánh Phúc Đồng về việc một phụ nữ đến ngân hàng để thế chấp sổ đỏ vay 300 triệu đồng để chuyển cho các đối tượng mời gọi đầu tư vào app nuôi bò. Cụ thể như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã Hà Linh đã nhanh chóng tiếp cận, tuyên truyền và giải thích cho chị T, tên gọi tắt, ngụ xã Hà Linh, huyện Hương Khê, về những rủi ro và khả năng bị lừa đảo. Tuy nhiên, chị T vẫn kiên quyết thực hiện giao dịch. Trước tình hình này, Công an xã đã mời chị T đến trụ sở để cung cấp thông tin chi tiết về các vụ lừa đảo tương tự đang diễn ra trên không gian mạng. Sau khi nghe giải thích, chị T mới nhận ra mình bị lừa. Theo lời kể của chị T, chị được một người dùng Facebook tên Đức Tiến có chú thích muốn mua đồ mà không nhìn giá, hãy lao động mà không nhìn đồng hồ, kết bạn và nói chuyện làm quen một thời gian, sau đó rủ đầu tư vào app nuôi bò. Thấy lợi nhuận cao nên chị T đã chuyển cho các đối tượng số tiền 80 triệu đồng và được trả lãi ban đầu là 21,5 triệu đồng. Sau đó các đối tượng tiếp tục yêu cầu chị chuyển thêm 300 triệu đồng để có lãi suất cao hơn. Trước tình hình lừa đảo qua các hình thức mới ngày càng phức tạp, cơ quan công an kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, thận trọng khi nhận được các lời mời đầu tư qua mạng, đặc biệt là các hình thức yêu cầu chuyển tiền qua app hoặc thế chấp tài sản. Đồng thời khuyến cáo người dân báo ngay cho cơ quan chức năng nếu phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo. Thưa quý vị, hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ phần nào giúp quý khán giả nâng cao nhận thức về các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng. Điều quan trọng hơn hết là khi thực hiện chuyển tiền cho người lạ, người dân cần hết sức tỉnh táo, xác thực kỹ càng để tránh mắc bẫy lừa.